bạn chứ. Im lặng chưa? Muốn chết hả nhỏ chăm kia? Xin lỗi các bạn vì trong giây phút gián đoạn vừa rồi. Các bạn ơi, các bạn nhớ là phải bầu mình làm lớp trưởng đó. Ngoài Lan Chiên này ra thì không còn ai có thể làm lớp trưởng được nữa. Xin nhờ mọi người giúp đỡ. Tôi xin hứa với các bạn, nhất định tôi sẽ làm lớp trưởng tốt nha. Bye.